Chào bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hoài Channel. Trước đây khi mà muốn mua một cái chiếc laptop gọi là chơi game thì các bạn phải bỏ ra một cái số tiền tương đối là lớn, từ khoảng 25 cho đến 30 triệu đồng gì đó, thậm chí là hơn nữa thì chúng ta vẫn có những cái chiếc máy ở một cái mức giá rồi nó là trên trời luôn. Nhưng tuy nhiên bây giờ cái máy laptop gọi là chơi game thì nó đã rẻ hơn rất là nhiều rồi. Với mức giá ở đây, với chiếc máy Legion 5 của Lenovo thì mình đang có với là khoảng hơn 20 triệu 790 ngàn đồng, thì các bạn đã có một chiếc máy laptop để mà chơi game rồi. Vậy thì chi tiết hơn về chiếc máy như nào, chúng ta sẽ cùng nhau đi đánh giá sản phẩm này qua video ngay sau đây nhé. Bắt đầu. Rồi bây giờ thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một chút về cái thiết kế của chiếc máy này đi. Thì toàn bộ cái trọng lượng của máy nó rơi vào khoảng 2,4 kg. Và với một cái trọng lượng như này thì mình đánh giá là khá là nặng với một con laptop. Tuy nhiên thì cái laptop này nó hướng đến một người dùng gọi là những người hay chơi game, cho nên chắc chắn là cái việc các bạn mang đi mang lại nhiều thì thực sự là nó không có. Và cái việc để nguyên một chỗ để mà chơi game thì nó sẽ phù hợp hơn. Chứ 2,4 kg mà mình nghĩ là nếu mà các bạn cứ đeo trên vai mà mang đi mang lại suốt ấy, thì nó rất là nặng nề. Tiếp theo thì chúng ta sẽ nói về cái chất liệu của máy. Thì toàn bộ cái sản phẩm này được làm từ nhựa. Cái phần mặt trên của bàn phím này và phần nắp trên của cái màn hình này thì được làm từ nhựa polycarbonate. Và còn những cái thành phần còn lại thì đều được làm từ nhựa ABS. Bản thân mình khi mà mình mới mở hộp chiếc máy ra, thậm chí là mình còn nhầm cái phần nhựa polycarbonate này với kim loại cơ, bởi vì cách hoàn thiện của hãng mình thấy là rất là ok. Cái phần nhựa này được làm nhám nhám mờ mờ, cho nên phần nào khi mà các bạn sử dụng, các bạn đặt tay lên ấy thì nó sẽ ít để lại dấu mồ hôi hay là vân tay của các bạn ở trên này. Ngoài ra nếu như các bạn để ý kỹ hơn giữa các cái khớp nối ấy, thì các bạn sẽ thấy là cái chất lượng bui của Lenovo thực sự làm chiếc máy này rất là tốt. Cái việc các bạn nhấn vào trên phía bàn phím này nó không bị cong vênh xuống thì chứng tỏ đó là cái phần hoàn thiện cái độ cứng cáp của sản phẩm. Tiếp theo là khi mà các bạn gập xuống như này, các bạn nhấn vào thì cái độ lõm xuống nó cũng không nhiều và nó tránh cái tình trạng gọi là flex. Nên là khi mà chúng ta bị để máy ở trong ba lô các thứ ấy thì nó cũng sẽ giảm được cái tình trạng gọi là ảnh hưởng đến cái màn hình, cái chất lượng màn hình ở phía trong. Ở phía bên phải này và phía bên trái chúng ta được trang bị hai cái lỗ, hai cái khe tản nhiệt rất là lớn. Và với những cái chiếc máy laptop Legion khác ấy thì mình thấy là nó còn có cả LED RGB ở đây cơ. Nhưng mà tuy nhiên với cái chiếc máy Legion 5 mình đang có đây thì nó bị cắt giảm mất những cái đèn đấy, để phần nào thì nó giảm bớt cái chi phí của sản phẩm đi. Và phía trong này chúng ta có một cái bàn phím nó không được trang bị LED RGB nha. Các bạn sẽ chỉnh được ở hai mức độ sáng, đó là sáng vừa, sáng nhất và tắt hẳn nó đi. Toàn bộ những cổng kết nối thì chúng ta đều được lắp ở phía sau hết, nên là khi mà các bạn cắm dây vào thì phần nào nó sẽ bớt nhì nhằng ở phía bên hông như này. Và chúng ta vẫn có thêm cả những cái khe tản nhiệt ở phía dưới này nữa. Thực sự là Lenovo đã trang bị cho sản phẩm này rất nhiều cái khe tản nhiệt để phần nào nó giảm bớt được cái nhiệt độ khi mà chúng ta chơi game đi. Phía dưới của máy thì các bạn có thể thấy đây, hãng đã làm những khe hút gió thật sự là rất là lớn, bố trí dạng lỗ như này. Mình thì thật sự mình không thích những cái lỗ như này cho lắm, bởi vì trông nó hơi sợ, nhưng mà nó vẫn nằm ở phía mặt dưới lên chẳng mấy khi chúng ta nhìn vào cả. Còn cái phía màn hình này, nếu như các bạn có thể kỹ tính hơn ấy thì các bạn sẽ yêu cầu cái phần logo này nó sáng lên một chút, trông cho nó gaming hơn. Nhưng mà phần nào thì cái việc cắt giảm chi phí trên cái sản phẩm này nó được thể hiện rất là rõ bởi những cái chi tiết như vậy. Chúng ta sẽ bỏ bớt những cái LED màu mè các thứ đi và tập trung vào những cái yếu tố chính để tạo nên một cái chiếc laptop gaming. Nói qua một chút về cái bàn phím chính của máy đi, thì đây là một cái bàn phím full size với hành trình phím là khoảng 1,5 mm. Mình thấy đây là một cái hành trình phím nó không dài, tuy nhiên thì cái trải nghiệm gõ của mình trên chiếc máy này thật sự nó khá là ok. Bởi vì nếu như các bạn soi kỹ vào từng cái phím bấm ấy thì hãng đã làm cho cái phần phím bấm nó hơi cong nhẹ xuống một chút. Phần nào khi mà các bạn đặt ngón tay lên thì nó sẽ ôm vào cái đầu ngón tay của chúng ta, cảm giác gõ nó sẽ sướng hơn, nó sẽ thân thiện hơn. Tuy nhiên thì một cái điểm mà mình chưa thích cho lắm đó là việc trang bị một cái bàn phím full size ấy, nhưng mà cái phím điều hướng này lại được làm lệch xuống, trông nó khá là mất cân đối. Và cái trackpad ở đây thì nó cũng được để lệch hẳn sang một phía, nghĩa là nó không nằm ở chính giữa của máy nữa. Thì với những người thuận tay phải như mình, khi mà mình sử dụng như này để bàn tay sang bên phía này thì mình sẽ thấy nó hơi lệch một chút, nhưng mà có lẽ là dùng qua thời gian này cũng sẽ quen thôi. Và những cái chiếc laptop gaming như này thì hầu hết là các bạn sẽ sử dụng chuột có dây ở phía bên ngoài. Chúng ta sẽ có 4 cổng USB 3.2 Gen 1.
Tuy nhiên thì trong 4 cổng này thì sẽ có một cổng là Always On. Cái chức năng này sẽ giúp cho các bạn sạc những cái thiết bị di động cho dù các bạn có gập máy tính lại. Tiếp theo là hai cổng USB Type-C 3.2 Gen 2 hỗ trợ xuất DisplayPort và chuẩn PD. Thứ ba là một cổng HDMI 2.1. Thứ tư là một cổng kết nối internet. Khi mà các bạn chơi game thì các bạn đòi hỏi một cái độ trễ thấp thì, như vậy thì các bạn có thể cắm một cái dây mạng ở đây. Thứ năm là chúng ta sẽ có một cái dây headphone 3.5. Và cuối cùng là một cổng sạc thiết bị. Ngoài ra thì cái thiết bị này cũng có thể có hỗ trợ, đó là chúng ta có thể xuất ra 3 màn hình nữa. Rất là kinh khủng. Nhiều cái chiếc laptop bây giờ thì hay bố trí một cái cách thiết kế là che phần camera đi bằng một cái lẫy gạt. Nhưng bây giờ với chiếc máy này chúng ta có thể bật tắt ở phía bên cạnh. Ngoài ra trên bàn phím này có một cái cụm phím tắt, đó là phím tắt FNQ. Khi mà các bạn bấm cái cụm phím tắt này, nó sẽ chuyển đổi giữa chế độ là im lặng này, tự động quay hay là chế độ performance. Cái chế độ performance thì các bạn chỉ sử dụng được khi mà chúng ta cắm sạc thôi nha. Còn đâu bình thường thì chúng ta sẽ chuyển được hai cái chế độ của quạt, đó là khi mà quạt quay êm này hay là quạt auto đó. Có một lưu ý nha, cái phần bản lề này nó khá là cứng, cho nên nếu như các bạn mở bằng một tay ấy, thì nó sẽ hơi khó khăn một chút. Và khi mà các bạn mở một tay nha, các bạn nhìn nhá, mình đặt ngón tay của mình ở giữa, mình đẩy cái màn hình lên thì nó có một cái hiện tượng là hơi bị cong một chút. Cho nên nếu như để bảo vệ cái màn hình này tốt hơn, hãy các bạn hãy mở nó bằng cả hai tay thì cái phần bản lề này nó đỡ bị chịu tải và nó đỡ ảnh hưởng đến cáp của màn hình. Tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một chút về màn hình của máy. Với một cái màn hình có kích thước là 15,6 inch, độ phân giải là Full HD, đi kèm với đó là tấm nền IPS với cái độ sáng mà nhà sản xuất công bố là khoảng 300 nit. Thì mình thấy là cái độ sáng này khi mà các bạn sử dụng bình thường thì nó vẫn rất là ok. Chẳng ai mang một cái máy laptop gaming đi ra ngoài trời nắng để mà chơi cả. Cho nên với một độ sáng 300 nit như này thì nó mình thấy là chấp nhận được. Và ngoài ra thì cái màn hình này nó còn hỗ trợ là anti-glare, chống chói nữa. Và điểm đặc biệt nhất của cái màn hình này đó chính là việc nó hỗ trợ một cái tần số quét lên đến là 165Hz. Đây là một cái tần số quét mình thấy khá là cao, phù hợp cho những anh em mà thích chơi những tựa game FPS hay là cần một cái màn hình có một cái tần số quét lớn để mà chơi rất nhiều những cái tựa game. Ngoài ra thì Lenovo cũng đã công bố là cái sản phẩm này có hỗ trợ một cái giải màu sRGB lên đến 100%, Dolby Vision này, FreeSync, G-Sync và DCDM. Rất nhiều những công nghệ được tích hợp ở trên cái màn hình này phần nào để tăng cái trải nghiệm của người sử dụng cũng như là bảo vệ mắt của chúng ta khi mà nhìn màn hình quá là lâu nữa. Rồi chia sẻ với các bạn một chút về phần màn hình của máy thì đây không phải là một cái màn hình full viền. Nó không sexy giống như những cái chiếc Ultrabook ở trên thị trường hiện tại. Chúng ta vẫn sẽ có những cái viền tương đối là lớn và ở phía trước đây là một cái logo Legend. Ở phía trên này thì chúng ta sẽ có một camera để hỗ trợ gọi video call. Tuy nhiên cái camera này thì nó chỉ hỗ trợ độ phân giải là 720p mà thôi. Ngoài ra các bạn sẽ có hỗ trợ đó là hai mic, hai micro ở phía trước này giúp cho cái việc các bạn đàm thoại nó sẽ trở nên dễ dàng hơn. Thứ ba thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một chút về cấu hình của chiếc Legend 5 này. Thì sản phẩm này đang sử dụng con chip Ryzen 5 5600H. Đó là con chip có 6 nhân và 12 luồng. Tốc độ của nó thì là 3.3GHz và có thể lên tối đa là 4.2GHz. Chiếc máy này thì mình đang có ở đây là phiên bản 8GB. Ngoài ra thì các bạn khi mà mua máy cũng có thể có thêm tùy chọn nâng cấp RAM là lên 16GB nữa. Và SSD của nó là 256GB. Rồi và khi mà nói về cái hiệu năng của máy, chúng ta phải test qua những cái phần mềm cũng như là những game để có những cái con số cụ thể nhất. Thì mình cũng đã làm một vài những cái bài test cơ bản ở trên chiếc máy này. Cụ thể thì đó là một cái bài test Geekbench mình đã có chấm ở đây. Thì chúng ta có một cái điểm số đơn nhân là 1.273 điểm, điểm số đa nhân là khoảng 4.457 điểm. Cái điểm số này thì thật sự nó sẽ thay đổi khá là nhiều qua những cái bài test khác nhau, nó sẽ không giống nhau hoàn toàn đâu nha. Ví dụ như kiểu các bạn cắm sạc vào các bạn test thì nó cũng sẽ ra một cái điểm số cao hơn đó. Còn đây là trong cái trường hợp này là mình không hề cắm sạc, cho nên là khi mà các bạn cắm sạc để mà chơi game ấy thì bao giờ cũng vậy, những cái chiếc laptop thì nó sẽ có một cái hiệu năng tốt hơn. Còn điểm 3D Max mình có chấm ở đây với Time Spy thì điểm số ở đây là khoảng 1.123 điểm. Với các đồ họa là GTX 1650 thì chúng ta có một cái điểm số rơi khoảng là 1.123 điểm. Điểm graphic là khoảng 990 và điểm CPU là khoảng 4.799. Trong cái khoảng thời gian test ấy thì mình không phải cắm sạc nha. Cho nên là nếu như các bạn chơi game ấy
thì chắc chắn là các bạn nên cắm sạc. Mình khuyên các bạn là như vậy, vì nó sẽ có một cái hiệu năng ổn định hơn, và phần nào đấy thì chúng nó sẽ tăng cái trải nghiệm chơi của chúng ta hơn. Và trong cái quá trình test ấy, thì nhiệt độ của mình ở đây có ghi nhận được là khoảng 63 độ C với CPU, và khoảng cao nhất là khoảng 55 độ C với GPU đó. Hôm nọ thì mình cũng đã có sử dụng cái bài test này rồi, tuy nhiên ở trong cái thời điểm đấy thì mình lại có cắm sạc, cho nên là cái nhiệt độ máy nó cũng tăng lên nha. Và tuy rằng là cái điểm hiệu năng nó có cao lên, nhưng cái nhiệt độ máy nó lại cũng đồng thời nó cũng tăng theo. Thì đó, đó là những cái mà chúng ta phải đánh đổi. Và đó là một số những cái điểm hiệu năng mình đã chấm để đưa ra cho các bạn có một cái con số tham khảo. Với những cái điểm hiệu năng này thì chắc chắn là các bạn sẽ chỉ chơi mượt mà những cái tựa game eSports bây giờ. Còn đâu với những cái tựa game AAA thì mình nghĩ là sẽ chỉ chơi được ở một cái mức độ họa gọi là thấp thôi, chứ không thể nào các bạn kéo một cái mức độ họa cao ở trên chiếc laptop này được. Còn chi tiết hơn, cái chiếc máy này chơi thực tế những cái tựa game kiểu Liên Minh hay là Valorant như thế nào, FPS là bao nhiêu, thì mình xin hẹn các bạn ở video tiếp theo. Ông cháu Chí thì sẽ test con máy này cho các bạn. Và cuối cùng là về thời lượng pin của máy. Thì với cái dung lượng pin là 60Wh và cái khả năng sạc nhanh từ 0 lên 50% trong vòng 30 phút, thì mình thấy là với những cái chiếc máy gọi là chơi game như này thì các bạn cũng sẽ không quá quan tâm đến cái thời lượng pin. Vì mình khẳng định với các bạn, việc khi mà chúng ta chơi game ấy, nó sẽ tốn rất nhiều pin. Và mình cũng đã có thử chơi một vài trận game như này thì chúng ta chỉ được khoảng tầm 4 đến 5 trận liên minh là bắt đầu là phải cắm sạc lại rồi. Cho nên là mình không khuyến khích cái việc là đánh giá cái thời lượng pin của máy những cái laptop chơi game như này. Còn nếu như các bạn không chơi game, sử dụng bình thường thì vẫn có thể kéo dài được khoảng tầm 4 tiếng đồng hồ, trong 4 đến 5 tiếng đồng hồ gì đó. Còn theo ý kiến của các bạn như nào, chiếc máy này thì có xứng đáng với mức giá 20 triệu đồng để các bạn bỏ ra hay không? Hãy để lại comment phía bên dưới và đừng quên bấm like, bấm subscribe cho Hòa Channel nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Quá nhớ test game đi đấy nhá.